Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay Nhung lại tiếp tục cập nhật cho các bạn về những cái dòng xe Hypercarbon trong những năm qua đang làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam cũng như là nước ngoài. Thì bây giờ Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn về em Sa Chia trước ha. Em Sa Chia này là Sa Chia tư nhân được nhập nguyên con từ Indo và đang đứng cạnh Nhung. Em này là màu tím titan hay còn gọi ở trong cà vẹt nó sẽ là màu xanh đen ha các bạn. Em này thì ở nhiều clip trước Nhung cũng có nói sơ qua khá là nhiều rồi và nhiều bạn yêu cầu Nhung quay, thì hôm nay Nhung sẽ quay cận cảnh em nói cho các bạn xem nhá. Thì đầu tiên trước khi vô review về cái màu xe thì Nhung sẽ báo giá em này. Hiện tại thì em này bên Nhung đang bán với giá là 55 triệu đồng nhá. Và khi mua góp thì các bạn đưa trước cho bên Nhung là 10 triệu đồng là được rồi. Các bạn có thấy cái màu sắc của em này trông trầm màu nhưng mà khi mà các bạn ở ngoài nắng ấy, em này khá là nổi bật ha. Sự kết hợp giữa một chút ánh hồng cũng như màu tím và màu xanh trông em nó khá là nổi. Và các bạn có thể thấy đường tem của em nó này, bên Nhung có lên một số tem chữ màu vàng cũng như là màu trắng làm tôn lên cái màu xe của em nó ha. Rồi. Thì em này bên Nhung có gắn cho em nó cái ba ga này, các bạn trông thấy khá là tiện không? Các bạn có thể kẹp được đồ cũng như là treo những cái túi xách hay là những cái bịch đồ của mình ở đây ha. Rồi. Tiếp theo thì Nhung sẽ nói tới cho các bạn về một em nữa, đó là em Rider. Em Rider này là em Rider tem 2021, là tem cũ của 2021 á, tại vì 2021 bữa nay ra tem mới rồi. Nhung sẽ quay về cái em đỏ đen này ha. Em đỏ đen này thì bên Nhung bữa nay giá giảm hơn một chút xíu. Giá em này bữa nay chỉ còn là 45 triệu 500 thôi. Và khi mua góp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là 8 triệu đồng là được ha. Rồi cái màu đỏ đen này trông khá là đẹp cũng như là cũng đang được rất là nhiều anh săn đón đây, tại vì em này lên đồ chơi khá là đẹp ha. Và cái đèn nhang phía trước hoặc phía sau thì nhiều bạn không thích thì các bạn có thể tích hợp vô nhá. Rồi thì Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một em nữa là em Rider độ tem màu đỏ candy. Thì nhiều bạn rất là thích cái màu này luôn. Và chủ nhật tuần vừa rồi bên Nhung có bán 3 chiếc màu này luôn ha. Và bên Nhung mới lên lại thêm một em này nữa rồi. Em này thì màu sơn độ thì bên Nhung các bạn cộng thêm cho bên Nhung là 2 triệu nữa thì giá em này sẽ rơi vào khoảng là 47 triệu 500 ha. Màu đỏ đen này rất là nổi bật cũng như là dành cho những cái anh nào mà thích màu đỏ. Bên Nhung có giữ nguyên là mâm màu đỏ cho xe nha. Nhìn cái màu mâm cũng như là cái màu dàn áo thì nổi bật, khá là nổi bật luôn, đỏ nguyên con luôn ha. Thì cái thủ tục trả góp thì các bạn chuẩn bị cho Nhung một cái chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu thôi nhá. Ở bên Nhung duyệt hồ sơ trong khoảng 20 cho tới 25 phút là các bạn có thể lấy xe về ngay rồi. Và ngoài ra khi mà tới cửa hàng mua xe các bạn có nói là liên hệ với Nhung trước để Nhung sẽ hỗ trợ tiền xăng xe cũng như hỗ trợ thêm về giá cho các bạn ha. Rồi thì ngoài ra thì Raider cũng Sa Chia và Sonic thì bên Nhung còn khá là nhiều màu cũng như là tem zin hoặc là tem độ rất là nhiều luôn. Trong một clip Nhung không thể nói hết được. Bạn nào có quan tâm những cái màu sắc nào á, thì inbox cho Nhung nha. Nhung sẽ gửi màu qua hoặc là quay video cho các bạn xem nha. Số điện thoại Zalo cũng như là số cá nhân của Nhung là 0353 545 958. Các bạn nào có thắc mắc gì cứ nhắn tin hoặc gọi cho Nhung nha. Nhung sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Và clip hôm nay của Nhung xin tạm dừng ở đây. Xin chào các bạn.